nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Vũ Duy Auto 0869158926. Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã bấm vào nút like cho Vũ Duy Auto một chiếc cái và subscribe nếu những ai chưa đăng ký để theo dõi được những mẫu xe mới nhất của về cửa hàng. Và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Một chiếc xe nguyên zin chính chủ, một chủ zin từ đầu, một chiếc xe bản xuất Mỹ, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật, đó là Toyota Camry, sản xuất năm 2007, lăn bánh năm 2008, phiên bản máy xăng 2.4, trông cực kỳ bắt mắt, cực kỳ đẹp. Một chiếc xe sử dụng hộp số tự động, vâng, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe đa 5 chỗ ngồi phân khúc hạng D, một chiếc xe mà nguyên zin chính chủ, biển số 14L1289, một chiếc xe của Phó Giám đốc Công an thành phố, và đi lại thì rất là hoành tráng, rất là thuận tiện luôn. Một chiếc xe rất là đẹp, đèn thì rất là sáng, mọi người có thể nhìn đèn bi xe lông cực kỳ sáng bóng luôn, và đèn gầm cũng rất là sáng ạ. Và những chi tiết được nổi bật trên chiếc xe này chỉ đó là logo và viền mạ chrome, còn lại thì là gần như là nguyên bản luôn ạ. Vâng, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe lốp vẫn còn rất là mới nhá, lốp đi ít, lốp Michelin đi rất là ít luôn. Và chiếc xe này sử dụng vành 16 inch 10 lan hoa, và xin lỗi quý vị, 9 lan hoa, và phanh đĩa trên cả 4 bánh và phanh ABS an toàn. Lốp thì vẫn còn tương đối là mới, cua lốp thì vẫn còn khá mới quý vị ạ. Em hôm nay sẽ giới thiệu chi tiết chiếc xe này cho quý vị các bạn xem, mọi người có thể nhìn cảm nhận luôn chiếc xe rất là đẹp. Ngoại quan của chiếc xe màu bạc thì không một vết xước sắt nhỏ luôn. Gương kính cục xòe, đấy, gương nguyên zin của chiếc xe đấy, mọi người có thể nhìn kính vẫn còn nguyên đẹp nhé, kính vẫn còn đẹp luôn ạ. Và nội thất chiếc xe thì mọi người có thể nhìn phần tapi cánh cửa của chiếc xe thì rất là mới, cao su nguyên zin luôn, cao su đẹp. Tất cả các cái phần ốc của chiếc xe thì cũng rất là mới, mọi người có thể nhìn này, các phần ốc các thứ vẫn mới, sơn này là sơn zin luôn nhé quý vị nhé. Và keo chỉ thì đảm bảo cho quý vị là không mất một phân ly keo chỉ nào ở những cái cánh này luôn. Và rất là đẹp, phần tapi mới, và đây là phần bọc da này mọi người này, đây là da này, còn đây là nhựa. Dạ vâng. Các cái nút bấm điều khiển thì vẫn còn rất là ok, đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng luôn đấy, mọi người có thể nhìn nhá, đóng mở cửa cực kỳ nhẹ nhàng. Vâng, nội thất ghế da trần nỉ, nhưng mà ghế của chiếc xe cũng đã được bọc thêm. Vâng, ghế da thì có lỗ thoáng, ngồi lâu không bị thoát mồ hôi, khả năng thoát mồ hôi rất là dễ dàng. Trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ. Và các cái con ốc ở đằng sau này mọi người có thể nhìn này, zin đẹp luôn này, một chiếc xe đẹp rất là zin, và một chiếc xe bản xuất Mỹ đấy, tem nhãn hãng còn nguyên luôn, rất là đẹp. Cửa thì đóng rất là nhẹ nhàng và êm khít, bên này cũng tương tự. Và mọi người có thể nhìn phần da rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Và phần ốp giả gỗ đây, mọi người vân gỗ này đẹp chưa, bóng lừ luôn. Cửa kính thì vẫn hoạt động rất là bình thường, rất là ok. Phần bản lề cánh cửa mọi người nhìn lại, ốc vẫn còn rất là ok, đẹp. Và thân cao su ở trên cánh cửa, phần cao su chống nước thì cũng rất là mới, chưa có dấu hiệu gì rách nát mục mọt, chủ nhân thì cực kỳ sử dụng giữ gìn. Keo chỉ bên này cũng zin luôn đấy, mọi người nhìn nhé, keo chỉ zin ạ. Phần ghế da cho đằng sau cũng tương tự ạ. Và ghế của Camry có những lỗ thoáng để thoát khí rất là ok đấy, trần nỉ sạch sẽ đẹp đẽ, không gian ngồi thì rất là rộng rãi thoải mái luôn. Mà tí thì em sẽ quay chi tiết nội thất bên trong. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe bản LE quý vị ạ, và xuất Mỹ luôn ạ. Và đây là phần cốp hậu của chiếc xe, một phần rất là rộng,
không gian này cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy mọi người có thể nhìn này, không gian rộng rãi cực kỳ. Và đấy, không gian để đồ rất là rộng rãi luôn. Và em kiểm tra luôn lốp sơ cua cho mọi người nhé. Phần dưới, và lốp sơ cua thì đặt ngay ở phía dưới này mà, và đã được dán chống ồn rồi. Đấy, dụng cụ hành nghề thì đây, vâng, rất đầy đủ luôn ạ. Vâng, phần keo chỉ đằng sau mọi người có thể nhìn, đây là phần cốp đằng sau. Đấy, mọi người nhìn nhá, keo chỉ này, ok này. Vâng, đoạn này thì mất một chút, vâng, không vấn đề gì ạ. Những cái chỗ này thì không vấn đề gì luôn. Nói chung là va nhẹ thôi ạ. Đấy, va nhẹ, còn đâu thì không có vấn đề gì. Đấy, tiếp tục cái phần này. Đấy, chỗ này thì cũng rất là đẹp, tương đối là đẹp. Đèn thì cũng đã rất là sáng bóng rồi, mọi người nhìn nhé. Đèn rất là sáng luôn, đèn hai bên sáng. Phần răng cao su chống nước ở phần này thì cũng rất là mới, chưa có dấu hiệu mục mọt, rách nát gì cả. Và nói chung là không gian để đồ đằng sau thì rất là rộng rãi. Xe thì đóng rất là êm khít, khít khít luôn, không việc gì phải nghĩ ngợi cả. Và kính thì vẫn còn zin, lốp liếc các thứ thì chuẩn chỉ luôn, lốp vẫn còn rất là mới, tương đối mới. Sử dụng phanh ABS trên cả 4 bánh, rất là an toàn. Và tiếp theo mọi người nhìn phần cao su ở cánh sau phụ cũng tương đối khá là đẹp luôn ạ. Và phần keo chỉ của chiếc xe thì cũng zin, phần keo chỉ đằng này zin luôn nhé quý vị nhé. Đây, và phần tablo rất là tapi, rất là sạch sẽ, bằng da này, phần này bằng da rất là êm luôn, êm ái luôn. Phần tay nắm, tất cả các chức năng đóng mở thì cũng rất là rất là dễ dàng luôn ạ. Cái xe tương đối đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cửa đóng mở rất là khít, nhẹ nhàng. Đấy, và bên này thì có luôn là cái chống khóa cửa. Cái còn phần cao su thì cũng rất là zin, chưa có dấu hiệu rách nát mục mọt. Keo chỉ thì nguyên zin cho quý vị nhé, keo chỉ đẹp luôn, và ốc ép chuẩn chỉ. Phần da tapi thì cũng rất là mới, và tất cả các phím chức năng rất là ok, loa âm thanh cực kỳ to luôn. Và đây thưa quý vị các bạn, ốc ác của bản lề thì cũng rất là đẹp mới. Nội thất ghế da trần nỉ, ghế da thì màu ngà cũng tương đối khá là sang trọng, và màu ngà bạc ạ. Vâng, còn nội thất bên trong đây mọi người nhìn rất là rộng rãi luôn. Ghế ngồi đã gắn một cái thảm để ngồi cho nó thoải mái, êm ái, ngồi được lâu. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết ở phòng chỗ người lái. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì ghế được điều chỉnh bằng điện nhé quý vị nhé. Ghế điều chỉnh bằng điện ở bên lái ghế luôn. Mọi người có thể nhìn tay vô lăng của chiếc xe thì ở đây là phần túi khí cho người lái này, bên kia túi khí cho người ngồi bên cạnh, và option ở trên điều chỉnh về phần radio. Những cái công còn đây là chế độ cài đặt tốc độ cho chiếc xe khi mà mình đi trên đường cao tốc, những cái đoạn đường mà cần sự đồng đều mình cài đặt vào đây thì là đến lúc cái chiếc xe thì cứ vậy tự chạy thôi, không phải nghĩ ngợi gì cả. Vâng, chiếc xe mới đi được có 9 vạn thôi nhá quý vị nhá, mới đi được có 9 vạn thôi. Vâng, mọi người có thể nhìn đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng tất cả các chi tiết. Con này thì túi khí còn nguyên, gương kính chỉnh điện này, đây là phần còi hú lắp cho chiếc xe này cũng đã được tháo ra rồi. Còn đồng hồ công tơ mét lắp luôn, và rất là nhiều chức năng tiện ích luôn. Điều hòa auto, nhiệt độ auto, quạt gió auto và tất cả các chức năng thì đều được sử dụng bằng phím bấm. Và màn hình giải trí DVD thì rất là to. Đấy, mọi người có thể nhìn màn hình rất là to luôn. Đấy, màn hình DVD rất là to. Tay nắm cần số thì trông rất là mảnh khảnh, nhỏ nhẹ luôn, cầm rất là chắc chắn. Phần này bằng da, mọi người nhìn nhé. Đấy, có tất cả các chế độ luôn. Đó, và rất là nhiều tiện ích ở trên chiếc xe này. Đó, rất nhiều tiện ích luôn ạ. Đó, đèn nón này sử dụng. Đấy, mọi người nhìn nhé, đèn trần ạ.
Không gian đằng sau thì rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Mẫu xe này ngồi thì cực kỳ sang trọng rồi. Đấy, hộp để đồ đây nhé mọi người nhé. Rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Và không gian rất là rộng. Đấy, không gian hộp để đồ có rất là rộng rãi. Một chiếc xe tiện nghi, rất là tiện nghi luôn ạ. Và rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến khoang máy của chiếc xe này để xem là chiếc xe như thế nào. Vâng, thưa quý vị các bạn, vì là chủ nhân sử dụng rất là giữ gìn nên là khoang máy cũng rất là sạch sẽ. Mọi người có thể nhìn động cơ sử dụng hệ cam kép 16 van. Đấy, rất là đẹp, hệ điện tử luôn nhé. Và đánh bằng buji điện tử. Còn tất cả các cái thiết bị này thì nguyên zin luôn, đẹp luôn. Đấy, phần khung rầm mọi người nhìn, dùng ràng này thẳng căng luôn. Và đèn ốc ác thì vẫn còn đẹp. Nói chung đấy, dàn đầu đẹp luôn đấy. Dạ vâng, dàn đầu đẹp tuyệt vời luôn. Và riêng phần nắp capo thì không mất một phân ly keo chỉ nào cả. Nắp capo đấy mọi người nhìn nhá, không mất một phân ly keo chỉ nào luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Và ốc ác thì chưa có dấu hiệu tháo mở luôn. Đấy mọi người nhìn nhá, rất là mới, chưa có dấu hiệu tháo mở luôn. Một chiếc xe đẹp. Và đây mọi người nhìn này, cụm phanh ABS của chiếc xe. Đấy, rất là cụm phanh an toàn trên cả bốn bánh này. Đấy, riêng cái cụm này thì mấy chục triệu luôn. Và thưa quý vị các bạn, còn đây là phần còi hú của chiếc xe. Đấy, mọi người có thể nhìn nhé, còi hú chiếc xe. Đấy, rất là ok luôn. Ốc ác thì chuẩn chỉ, máy móc thì chưa tháo dỡ gì cả. Và tem nhãn của chiếc máy đây vẫn còn nguyên đấy. Rất là ok luôn, một chiếc xe đẹp ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì Vũ Duy Auto cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Toyota Camry sản xuất năm 2007, lăn bánh năm 2008, phiên bản máy xăng 2.4. Một chiếc xe cực kỳ sang trọng, một mẫu sedan hạng D cực kỳ cao cấp. Sử dụng 4 bánh vành đúc 9 chấu, phanh đĩa trên cả 4 bánh, kết hợp phanh ABS an toàn, hỗ trợ cân bằng. Một chiếc xe rất là đẹp. Một chiếc xe chủ nhân là phó giám đốc công an thành phố và đã để lại cho chúng tôi. Giá của chiếc xe này rất là rẻ, chỉ có 448 triệu đồng. Một chiếc xe nguyên zin chính chủ, một chủ zin từ đầu luôn. Chiếc xe rất là tuyệt vời, nội thất hoàn hảo, ngoại thất màu đen cực kỳ sang trọng, bắt mắt, không một phân xước sát nào cả. Vâng, vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quan Thân, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Và quý vị nhớ, nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh. Còn những ai mà chưa like thì hãy like giúp Vũ Duy Auto một cái để có được những video tốt nhất, những video hay nhất và những chiếc xe mới nhất dành cho quý vị các bạn. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Xin chúc quý vị các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, thành công và chọn cho mình được những chiếc xe ưng ý nhất. Xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.